Sạt lở bờ kè lúc rạng sáng, ba mẹ con tử vong thương tâm. Sáng 30 tháng 4, bà Nông Thị Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thông tin. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, tại khu vực km 5, đường Đông Khê, đã xảy ra vụ sạt lở làm ba mẹ con sống cùng trong một gia đình tử vong. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Bà Nghiệp cho biết. Theo một số người dân địa phương, khu đất xảy ra vụ sạt lở kể trên là một bờ kè đá do gia đình này mới xây dựng cách đây không lâu. Ba mẹ con dọn vào ở được một thời gian ngắn thì sự cố đáng tiếc xảy ra. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hơn 200 thi thể dạt vào bờ biển Tunisia trong chưa đầy 2 tuần. Cảnh sát biển Tunisia phát hiện khoảng 210 thi thể người di cư dạt vào bờ biển quốc gia Bắc Phi này trong chưa đầy 2 tuần. AP đưa tin hôm ngày 29 tháng 4. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy những người di cư xấu số đến từ vùng châu Phi hạ Sahara, theo đại diện lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia. Trong số đó, khoảng 70 thi thể được tìm thấy ở bờ biển các tỉnh Esfas, Madia và quần đảo Kerkenna. Chuyên gia di cư cho biết đây là nơi khởi đầu của hầu hết chuyến tàu chở người vượt biên đến Italy. Do số người di cư thiệt mạng tăng cao, nhà xác bệnh viện ở Esfas, nơi chỉ có sức chứa 30 đến 40 thi thể đã quá tải. Để giảm áp lực lên các bệnh viện, giới chức địa phương đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ chôn cất nạn nhân. Trước đó, họ cũng lấy mẫu ADN từ các thi thể với hy vọng nhận dạng và tìm được người thân cho họ. Tình hình người di cư tới châu Âu đang có xu hướng gia tăng trở lại, đạt 189.620 người vào năm 2022. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2016. Mưa lớn đường trơn trượt, hai xe khách đấu đầu trên đèo Pha Đin. Sáng ngày 30 tháng 4, tại km 358-800 quốc lộ 6, địa phận xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, khu vực đèo Pha Đin, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách. May mắn không có người bị thương. Thông tin ban đầu được biết khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô khách di chuyển theo hướng Điện Biên Sơn La đã xảy ra va chạm với xe khách đang di chuyển theo hướng ngược lại. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng và chắn hết mặt đường, gây ách tắc giao thông. Đến hơn 10 giờ sáng vẫn chưa thể thông đường. Hiện các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Theo dự báo, những ngày nghỉ lễ tiếp theo, tỉnh Sơn La vẫn có tiếp tục mưa rào, trời chuyển lạnh, xuất hiện sương mù tại nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Vì vậy, mỗi người cần chú ý, nhất là khi di chuyển qua những cung đường đèo, dốc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Lời khai người thay lớp than hoạt tính trong khẩu trang bằng heroin. Ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam với Hồ Quốc Việt, 42 tuổi, quê Nghệ An, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của một số người liên quan. Tại cơ quan điều tra, Việt khai được một người bạn ở nước ngoài liên hệ đề nghị chuyển ma túy sang Australia, trả công 100 triệu đồng. Việt sau đó nhận số ma túy do một người chưa rõ lai lịch giao đến bến xe trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu mối ở nước ngoài hướng dẫn Việt mua 8 hộp khẩu trang y tế nhiều lớp, rồi rạch một số cái, tháo bỏ lớp than hoạt tính ở bên trong, thay bằng bột heroin. Việt làm theo cách này, giấu tổng cộng 1kg ma túy để lẫn vào số hộp khẩu trang, đóng gói cẩn thận, rồi chở về Vĩnh Long. Sợ bị phát hiện, người đàn ông mượn căn cước của một số người khác đến bưu cục để làm thủ tục gửi số khẩu trang cho đầu mối ở Australia. Việc cập nhật tình trạng đơn hàng rồi thông báo với đối tác. Đến ngày 22 tháng 4, số ma túy giấu trong khẩu trang bị chi cục hải quan chuyển phát nhanh, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khi kiểm tra. Tuy nhiên, người đàn ông thấy động đã bỏ trốn sang Campuchia. Sáng 25 tháng 4, Việc đang ở quán karaoke Thomo thuộc khu vực cửa khẩu Sông Rồng, Campuchia, cách biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An khoảng 1km thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Đi xe khách về quê, hành khách cười ná thở vì ráp sòng chơi lô tô xuyên đêm.
Mới đây, một đoạn clip các hành khách trên xe về An Giang xúm tụm kêu lô tô tới khàn cả tiếng, khiến người xem bật cười theo vì chuyến xe vui vẻ. Trong đoạn clip, nam thanh niên học trò Nguyễn Thúc Thùy Tiên kêu lô tô chấn động, đúng bài bản mà sư phụ đã dạy. Thanh niên trẻ đến các cô các bác cũng xúm lại để mà dò lô tô, khiến cho các hành khách trên xe dở khóc dở cười. Sự hài hước này cũng giúp cho mọi người trở nên phấn chấn trên đoạn đường, người người về quê ngày lễ, đường thì kẹt xe mà bác tài cũng tỉnh ngủ tiếp tục để lái xe. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nên sớm kết thúc cuộc vui để hành khách khác được nghỉ ngơi, vì không phải ai cũng vui vẻ như thế. Một số dân mạng để lại bình luận như sau: đúng chuyến xe vui vẻ luôn á, mà phải chung hệ điều hành mới gặp được nhau. Chỉ có thể là miền Tây mà thôi, kiểu này có kẹt xe thì cũng đỡ buồn. Vé xe 200 nhưng tính luôn tiền thu lô tô là tròn 1 triệu, về chưa tới quê thì thua hết tiền rồi. Ngày nghỉ lễ, chuyến xe về quê vui nhộn mà chung hệ điều hành gặp được nhau. Sầu riêng tiếp tục rớt giá. Khảo sát tại các nhà vườn ở Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ cho thấy, giá sầu riêng ri 6 được thương lái thu mua tại vườn, mua xô chỉ còn 50.000 đồng một ký, giảm 20.000 đồng so với đầu tháng 4, mất 120.000 đồng so với mức giá kỷ lục đầu tháng 2. Là thương lái thu mua tại Tiền Giang, chị Linh cho hay, đang mua hàng theo hai hình thức, với hàng để xuất khẩu, chị mua loại 1 với giá 55.000 đồng một ký, loại 2 là 48.000 đồng. Với sầu thái loại 1, giá thu tại vườn là 60.000 đồng một ký, hàng loại 2 là 50.000 đồng. Riêng với hàng mini, giá thu mua là 40.000 đồng một ký. Hiện ri 6 khá dồi dào, nhiều nhà vườn sản lượng cao nên có ngày thu hoạch được cả trăm tấn. Riêng sầu thái sản lượng thấp nên đơn hàng xuất khẩu giảm, chị Linh nói. Theo chị Linh, nguyên nhân khiến sầu giảm giá về bằng mức thu mua năm ngoái là vì các đối tác Trung Quốc đang không còn mua ồ ạt như trước đó. Họ tỏ ra không nóng vội vì hàng Thái Lan, Philippines cũng đang vào vụ. Họ đang cân nhắc nhiều hơn trong hoạt động nhập khẩu sầu riêng để có mức giá hợp lý. Hiện Philippines, quốc gia vừa được Trung Quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch sầu riêng, kỳ vọng sẽ xuất 54.000 tấn trong năm nay. Bên cạnh đó, theo Hợp tác xã Sầu Riêng Ngũ Hiệp Tiền Giang, hàng vào chính vụ với sản lượng lớn, nguồn cung sầu riêng ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long tăng cao. Tại các khu vực miền Đông Nam Bộ, sầu riêng cũng sắp thu hoạch. Khởi tố vụ chồng cũ không chịu giao con cho vợ sau ly hôn. Ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự không chấp hành án liên quan đến việc một người đàn ông không chịu giao con cho vợ cũ theo phán quyết của tòa án. Theo đó, năm 2020, chị Diễm, 33 tuổi, kết hôn cùng anh Khoa, 43 tuổi, có một con chung là Tâm, 18 tháng tuổi. Quá trình chung sống, hai bên xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị Diễm làm đơn ly hôn. Tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh xét xử sơ thẩm. Cả hai vợ chồng đều muốn nuôi con và không cần đối phương chu cấp. Sau khi cân nhắc, tòa chấp thuận cho chị Diễm ly hôn, đồng thời giao cháu Tâm cho chị tiếp tục nuôi dưỡng. Không đồng tình, anh Khoa kháng cáo và thua kiện. Tuy vậy, anh không chấp nhận thi hành án. Tháng 11 năm 2022, chấp hành viên ban hành quyết định cưỡng chế buộc anh Khoa giao con chung cho chị Diễm. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh cùng chính quyền địa phương trực tiếp đến nhà anh Khoa thuyết phục nhưng anh này vẫn không thực hiện. Tháng 12 năm 2022, từ đề nghị của chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Khoa, đồng thời yêu cầu sau 5 ngày anh Khoa phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Tháng 2 vừa qua, vì anh vẫn chưa giao con cho chị Diễm, chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương động viên thuyết phục, nhưng anh tỏ thái độ quanh co, chây ì và không giao con. Đơn vị này tổ chức cưỡng chế buộc anh giao bé, nhưng anh không chấp hành nên buổi cưỡng chế không thành. Ngày 3 tháng 3, chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh có văn bản đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Khoa về tội không chấp hành án. Báo Hàn nói điều chẳng lành về U22 Việt Nam tại SEA Games sau thời ông Park. Tờ Chusen Hàn Quốc cho rằng sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi, U22 Việt Nam đang lộ ra rất nhiều điểm yếu. U22 Việt Nam đến SEA Games 32 với mục tiêu không có gì khác ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.
Tuy nhiên, tờ Joseon cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, đặc biệt khi không còn sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. U22 Việt Nam đang trưng bộ mặt trơ trụi sau thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ bộc lộ những điểm yếu mà ít ai thấy được khi còn được dẫn dắt bởi ông Park. Tờ Joseon viết, trong hai kỳ SEA Games liên tiếp vào năm 2019 và năm 2022, U22 Việt Nam đều giành huy chương vàng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Giờ đây, huấn luyện viên kế nhiệm Philip Jussier gặp phải những thách thức rất lớn để lên ngôi cao nhất lần thứ ba liên tiếp. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã biến các đội tuyển của Việt Nam trở thành thế lực thực sự ở Đông Nam Á. Chính vì vậy, sau khi huấn luyện viên người Hàn Quốc ra đi, huấn luyện viên Philip Jussier phải chịu áp lực thành công rất lớn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philip Jussier chưa mang đến niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam. Hiện U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện để hướng tới trận đấu với U22 Lào, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4. Cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết thoáng đãng, không còn ùn tắc xe. Sáng 30 tháng 4, ghi nhận tại nút giao quốc lộ 1A, nút giao km 717 593, đoạn qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, với đường dẫn vào cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết, tình trạng ùn tắc xe đã không còn. Tại ngã ba nút giao với quốc lộ 1, nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an tỉnh Bình Thuận và thanh tra giao thông Bình Thuận đã điều tiết giao thông hai hướng cao tốc với quốc lộ 1A. Theo công an Bình Thuận, tuyến quốc lộ 1A đi qua khu vực này, các phương tiện ô tô con, xe khách dưới 30 chỗ ngồi, xe ô tô tải dưới 3,5 tấn được phép chạy với tốc độ tối đa 90 km/h. Hiện nay, tại nút giao này chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông. Để giải quyết tình trạng ùn tắc có thể kéo dài, ngay trong ngày 29 tháng 4, Công an tỉnh Bình Thuận đã đề xuất cho lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đường qua khu vực nút giao km 1717 593 và trên tất cả các tuyến đường nhánh nối từ cao tốc với quốc lộ 1A, tuyến Dầu Dây đi Phan Thiết. Bố trí đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đồng mức km 1717 593 quốc lộ 1A để điều tiết các dòng phương tiện lưu thông qua nút. Về lâu dài, Công an tỉnh Bình Thuận đề xuất cho mở rộng và xây dựng cầu vượt qua quốc lộ 1A tại khu vực nút giao. Tại km 00 cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, trong sáng 30 tháng 4, lượng xe qua đây đã giảm mạnh so với ngày đầu tuyến cao tốc này hoạt động, nên tình trạng ùn tắc không còn. Các xe qua đây di chuyển thoải mái với tốc độ cao. Lưu đường mãi không xong, dân khốn khổ vì không có lối đi. Hàng chục hộ dân ở Bình Định than trời vì mặt đường dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên thấp hơn nhà cả mét, vừa hứng bụi, kinh doanh lại ế ẩm. Suốt một tháng vừa qua, hơn 20 hộ dân tại ngã ba khu vực cầu 16, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định sống trong tình trạng bụi mù mịt, đi lại bất tiện vì giải hố sâu trước nhà do quá trình thi công dự án tăng cường kết nối giao thông giữa Bình Định với khu vực Tây Nguyên chậm trễ mà chưa có hướng khắc phục. Theo ghi nhận, trước nhà của các hộ dân mặt đường đào sâu tạo thành một bờ vực khoảng 1 mét, được quay chắn trên đoạn đường khoảng 100 mét. Nhiều trong số các hộ dân không có lối đi ra mặt đường. Ông Phạm Lê Trung Hiếu, chỉ huy trưởng đơn vị thi công thuộc công ty Trung Nam 18 E và C cho biết, đoạn đường gần ngã ba cầu 16 xã Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định được đào lên để thi công. Theo kỹ thuật thi công thì phải cần lu và rung mới đảm bảo được chất lượng và không sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình thi công có hai hộ dân không cho phép lu rung đường làm nứt nhà nên đã thay đổi biện pháp thi công nhưng vẫn không đảm bảo. Hiện tại, đội thi công đang phải chờ ý kiến của đơn vị giám sát mới có thể tiếp tục triển khai. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn cho biết, trong thời gian sắp tới sẽ cùng nhà thầu thi công phối hợp cùng với người dân tại khu vực để đẩy nhanh tiến độ công trình. Việc lưu rung phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật, tránh tình trạng đường sụt lún sau này. Thời gian càng kéo dài thì cuộc sống sinh hoạt, kế sinh nhai của người dân càng khó khăn.
Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.